Hơn 5 triệu thì các bác lắp đèn gì đó ạ? Đấy, đây là bộ Limited 3.0 các bác nhé. Rồi đây là Limited 3.0 này. Đấy, bộ này thì nó có 9 chip LED cộng với một chip LED phụ là 10 chip LED nhé. Sử dụng chip Osram này. Đấy, công suất là cốt là 55. Đấy, pha là 65W nha các bác nhé. Đây, các bác có thể thấy ánh sáng thực tế của nó này. Đây ở mặt cắt cốt này. Đây là bên em đã lắp cho chiếc xe Kia Sorento. Sorento. Đấy. Với một dòng xe mà ở cái giải mà khi mà anh em có thể nhìn thấy cái mặt cắt của nó này, đúng không ạ? Nó rất là phẳng luôn và không gây chói cho người đối diện nữa các bác nhá. Khi các bác lên pha này, đấy. Lên pha này mới gây chói, kể cả đèn nguyên bản của các bác mà lên pha này đèn nào cũng gây chói rồi. Đấy, nhiều bác cứ bảo là độ đèn mà gây chói cho người khác, nhưng mà không phải đâu các bác. Sử dụng là nếu mà các bác lắp bóng, lắp bóng thì nó sẽ ấy, còn khi mà lên bi rồi nó sẽ có mặt cắt như này, không bao giờ sợ bị chói mắt cho người đối diện đâu các bác nhá. Bác nào mà xe mình quá tối mà muốn nâng cấp đèn, đặc biệt là chạy buổi tối á, nhiều thì các bác có thể qua gala để trải nghiệm ánh sáng thực tế các bác nhá.